Hôm nay mình sẽ review lại một cái sàn giao dịch rất là uy tín, cái sàn warrix.com exchange nha các tất cả các anh em nào không chơi cái con web này thì cái sàn này thì uổng lắm nha anh em. Cái sàn này là mình kiếm tiền lâu dài nha anh em. Với sàn này khi tất cả các anh em đăng ký với đường link của mình, anh em nhận được 200 đồng QRX, là hiện tại giá của nó là 1 đồng QRX là bằng 0,3 USD anh em. Sau này thì nó có lên xuống thì mình không biết, hiện giờ là các bạn đăng ký đi rồi các bạn nhận được 200 đồng QRX là tương đương với khoảng là 60 đô đó, miễn phí. Mà con này dự kiến nó là đầu tháng 1 năm ha, khi nào nó phát cái đồng QRX hết nó cho mình chay thì mình mới rút tiền được anh em. Thì anh em đăng ký cái đường link của mình á, rồi anh em đăng ký với tài khoản nhà KIC đi, rồi anh em bấm vào nút full này nè, mình nhắc lại cho anh em nha. Nút full này là anh em chờ chút nha. Rồi, yêu cầu của nó gì, mình yêu cầu của nó anh em phải nạp tiền vào và mới rút tiền được anh em. Nạp vô ít nhất là 30 đồng cho anh mới nhận được 200 đồng QRX này nè anh em. Khi nào nó có cho chay đi rút tiền về thì mình sẽ làm một cái video hướng dẫn cho anh em rút tiền về. Giờ hiện giờ anh em cứ đăng ký và chơi đi, đăng ký và KIC đi, link video hướng dẫn đăng ký và KIC mình có để dưới phần mô tả đó, vì mình đã từng thành công rồi mà anh em. Sau khi anh em đăng ký cái đường link của mình á, anh em bấm vào nút QR con này anh em gõ thì phá nè, đồng quê nè, tiếp lưu đấy nè, rồi anh em chọn đi, bấm vào chọn nha. Sau khi anh em vào bấm vào nút này nè, nó có một cái đường link, anh em copy cái đường link QRX này nè, anh em gửi qua Zalo cho mình đi, rồi mình nạp cái đồng cho tất cả anh em miễn phí. Mình mua đồng cho anh về nạp cho anh em rồi đặng anh em nhận được 20.000 200 cái đồng QRX này nè. Anh em muốn nạp nào nạp. Nếu anh em nào không tin tưởng mình thì anh em cứ nạp nha, anh em bấm vào hình nhiều đồng tiền anh em để nạp đang nhận 200 đồng QRX nè, Bitcoin nè, Bitcoin Cash, AB nè. Rồi sau khi anh em muốn nạp vào, anh em bấm vào chữ deposit nè. Rồi anh em khớp cái đường link này nè anh em. Rồi anh em nạp vào nha, hoặc anh em lựa cái đồng đồng TRX đồng tròn mình mới nạp cho anh em được nha. Còn cái đồng này mình không có tiền đâu mà nạp cho anh em đủ à. Rồi sau khi anh em ấy thì anh em bấm nút withdraw, anh em rút ra tiền vệ tinh mình đã test và thành công anh em. Là đồng tròn của mình nè, em quay qua cho anh em coi. Rồi mình đã hôm trước á, mình có nạp 30 đồng tròn nhưng mà mình rút về hết 20 đồng tròn này, phí nó là 0,14 nha anh em. Phí giao dịch của cái sàn này cũng thấp chứ. Nữa anh em á, nạp vào khi anh em nạp vào anh bấm nếp quýt giao rồi là tự động mình nhận tiền về lợi của mình đâu có mất mát gì đâu anh em. Rồi mình cũng thông báo cho anh em luôn cái thằng Coinbit này anh em, mình qua mình coi nó còn bao nhiêu ngày nữa là sự kiện kết thúc anh em. Anh em ơi, còn cái khoảng 10 ngày nữa là sự kiện kết thúc nè. Cái sàn này á, hiện bây giờ anh em còn đăng ký và KIC là còn nhận được 2.000 token CNB nha anh em. Sau khi cái đồng này nó sự kiện này kết thúc, anh em mắc mua đồng CNB này mới được anh em. Anh em vô nhận đi, nhận 2.000 CNB là tương đương với khoảng một giá của nó là 1,01 lên xuống mình không biết ngày sau này nó không có biết nha anh em. Rồi chừng nào nó mà nó có cho mình chay thì mình rút tiền về mới được nha anh em. Hiện giờ đồng CNBS này nó chưa có cho mình chay được. Chắc dự kiến của nó là mùng 1 tháng 1 năm 2020 quá. Mà tính ngày Tây đâu còn nhiêu ngày nữa đâu anh em.
Đâu phải tính ngày mình đâu, còn khoảng tháng nữa là cho mình rút rồi. Tương đương với khoảng 2 triệu mấy hay sao? À, tương đương với khoảng 200 đô là mình được 4 triệu mấy đó nha anh em. Hiện giờ giá đó, nếu mà nó không nó rơi vào 0.05 thì mình cũng được 1 triệu mấy. Còn nó lên 0.2 thì mình được 400 đô. Vì kèo này chơi bari miễn phí mà. Rất là ngon luôn nha anh em. À, mà nó ấy nó cho mình chơi trao đổi qua BTC nha anh em. Rồi nó cho mình trao đổi qua BT, nó cho mình trao đổi về cái đồng CNB, nó cho mình trao đổi về thằng BTC, rồi mình anh em mình lên cái sàn Remitano đó, mình bán về Việt Nam đồng thôi, nó rất là dễ mà. Anh em có thắc mắc gì thì có để lại comment bên dưới đi, mình sẽ giúp anh em. Chứ mình chia sẻ cho anh em là những kèo ăn chắc không, thật lòng luôn. Anh em nhớ like và subscribe ủng hộ mình cái nha. Mình cảm ơn tất cả các anh em mình luôn. Cảm ơn tất cả các anh em mình luôn. Vậy chào tạm biệt tất cả anh em ha. Số điện thoại Zalo mình anh em vào mà kết bạn nhắn tin nói chuyện cho vui cũng được. Tại vì mình chỉ đam mê YouTube thôi chứ. Chứ gì thôi ha. Chào tạm biệt.